Với phương châm sạch phố, sạch ngõ, sạch nhà, thời gian qua, các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường quận Sơn Trà cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Đây là một buổi ra quân dọn vệ sinh của hội viên các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Có mặt đông đủ tại tuyến đường Lê Đức Thọ, Hồ Hán Thương để chung tay dọn vệ sinh. Mỗi người một việc, ai nấy đều vui vẻ khi được góp một phần công sức để làm sạch, làm đẹp cho các tuyến đường. Thì chúng tôi ra quân rất là phấn khởi, dọn cái tuyến đường Lê Đức Thọ cho nó sạch, cái âu thuyền Thọ Quang cho nó sạch. Cũng mong muốn một điều ấy là thông điệp đến mọi người dân là cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường cho nó xanh, sạch, đẹp. Hiện trên địa bàn quận Sơn Trà có tổng cộng 7 câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường với tổng số gần 500 hội viên. Các câu lạc bộ đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, ra quân dọn vệ sinh vào mỗi sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Mong muốn là từ cái hành động lan tỏa của đồng chí cựu chiến binh là những người đã về với đời thường, đã bao nhiêu năm cống hiến trong quân đội, thì lan tỏa những người lớn tuổi đấy, lan tỏa những đấy để cho cái cộng đồng khu dân cư là cũng theo dọn dẹp sạch cái môi trường. Đấy, thì cũng nhắc nhở đấy, cùng chung tay góp sức cùng với cả nước là sạch cái môi trường. Góp phần làm đẹp cho những góp vốn, những việc làm thầm lặng của các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường quận Sơn Trà nói riêng và hội cựu chiến binh thành phố nói chung là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.